Thanh niên số nhọ này vừa bị chính bạn thân của mình hãm hại tống cổ vào tù, bạn gái cũng bị cướp mất luôn, treo trên đầu là một khoản nợ siêu to khổng lồ mà anh không có khả năng chi trả. Vậy làm thế nào dân chơi tổ lái này có thể thoát khỏi cảnh tù tội, giành lại được cô ghẹ đẹp và báo thù cho người bạn thân đã mất của mình? Xin mời các bạn cùng theo dõi bộ phim nha. Nam chính Mark San là một thợ sửa xe hàng đầu, cũng là một trong những người lái xe giỏi nhất thế giới. Ngoài việc sửa chữa, độ xe mỗi ngày, thì khi màn đêm buông xuống anh thích cùng bạn bè đua xe tốc độ trên con đường của thị trấn. Tiếng động cơ gầm rú anh tạc mọi con phố, tốc độ cao khi ngoặt tiếp xúc với mặt đất tạo ra âm thanh ma sát chói tai. Đây là khoảnh khắc thú vị nhất đối với những người đàn ông này. Sự lắc lư cuồng nhiệt này là một vũ điệu của kim loại và động cơ, cũng là sự va chạm của hormone nam tính trong không khí. Nhưng tối nay, họ chào đón một vị khách không mời mà đến, tình địch của Mark San, Dino. Anh chàng này vừa cướp bạn gái Anita của mình, hôm nay lại lái chiếc xe đua xịn đến xưởng của mình để khoe khoang là có ý gì đây? Đối phương nói rằng mình không có ý gì khác, anh ta muốn Mark San giúp đỡ sửa một chiếc xe thể thao huyền thoại. Mark San vừa bị phản bội đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng đối phương nói chuyện của quá khứ thì để nó qua đi, anh ta cũng chỉ đến giảng hòa. Hơn nữa chiếc xe bảo anh sửa cũng không phải chiếc xe bình thường, mà là Ford và Shelby trong huyền thoại, chiếc Shelby GT500 do chính ông thiết kế trước khi qua đời, giá trị ít nhất 2 triệu đô la. Nếu có thể bán được, Dino đồng ý cho Mark San 500.000 đô. Mark San vừa nghe là chiếc xe huyền thoại đồng ý ngay. Chiếc xe huyền thoại nhanh chóng được sửa xong, đã được ra mắt tại triển lãm ô tô, ngoại hình cực kỳ lộng lẫy, có thể gọi là thần giáng trần. 900 mã lực, tốc độ 230 dặm/giờ, chỉ còn lại 7 chiếc trên thế giới, còn quý hiếm hơn cả chiếc xe Ferrari Enzo, ít giá 3 triệu đô la. Người đàn ông siêu giàu tên là Ingram muốn mua chiếc xe này bảo thư ký tới hỏi giá. Thư ký Julia nói rằng mình trả với giá nhiều nhất là 2 triệu đô la, nhưng Mark San đã nhiều lần nhấn mạnh chiếc xe này có tốc độ tối đa 230 dặm/giờ. 230 dặm, không thể nào. Julia nói rằng kỷ lục thực chiến cao nhất là 228 dặm. Mark San nói rằng nếu mình có thể lái chiếc xe này đến 230 dặm thì sẽ là 3 triệu đô, không được thiếu đồng nào. Lúc này Dino đi tới. Đây là xe của tôi, anh muốn lái là lái sao? Không ai có thể lái hai chiếc Mustang này đến 230 dặm. Mark San nói rằng đó là anh không lái được, tôi lái được. Dino tức giận, anh nghĩ muốn động vào chiếc xe này mà dễ như húp cháo vậy sao? Ngày hôm sau, Mark San lái con xe Mustang giá trên trời này phóng như bay trên đường đua. Tại thời điểm tốc độ cao, Julia thấy tốc độ đạt tới 234 dặm/giờ, 376 km. Nhìn thấy bảo bối của mình bị cưỡi, Dino lao vèo vèo tới chặn xe Mark San rồi chất vấn, ai cho anh lái chiếc xe này? Mark San phớt lờ anh ta, 234 dặm đó nên đưa tiền rồi chứ. Ingram vô cùng vui vẻ, cô thư ký trả 2,7 triệu đô. Mark San đồng ý, họ liền cưỡi con siêu xe rồi chim cút. Dino lại tức đến run người. Mark San nói với anh ta, đừng giận nữa, không có tôi, anh nào lấy được 2,7 triệu đô chứ? Bạn của Mark San cũng là em trai của Anita, cũng xen vào, đúng thế, anh lại không lái được 230 dặm, anh thấy kỹ thuật đua xe của anh tốt hơn tôi sao? Mọi người trên trái đất đều biết điều đó. Dino tức giận, lập tức bày tỏ, có giỏi thì đấu một trận, nếu Mark San thắng thì anh ấy sẽ có được 2,7 triệu đô, nếu thua thì sẽ mất 500.000 đô. Mark San đồng ý ngay lập tức. Bọn họ nhanh chóng đến nhà để xe của chú Dino, vừa mở nhà xe ra, bạn bè của Mark San kinh ngạc sắp rớt quai hàm, ôi trời ơi, là Ferrari sao, quá ngầu đi. Dino mỉm cười, đây là Koenigsegg Azera R, chỉ có 6 chiếc trên thế giới, chú của Dino lại có tới 3 chiếc. Cuộc thi hôm nay là dùng 3 chiếc xe này, vì vậy 3 chiếc Koenigsegg đua tốc độ tối đa 430 dặm, cứ như vậy phóng như bay ma sát mặt đường. Koenigsegg Azera R có mã lực tối đa vượt quá 1.100 HP, tốc độ tối đa là 1.200 giây/mét, trọng lượng xe chỉ 1.290 cân, tăng tốc 100 dặm/giờ trong 2,9 giây, là một trong những tay chơi siêu xe hàng đầu thế giới. Ngay cả chiếc Azera thông thường cũng 2,6 triệu đô. Azera R là bản có tính năng cao được nâng cấp, có giá bao nhiêu chúng ta cũng không biết, tuy nhiên có thể chắc chắn rằng nếu như một ngày nào đó bạn không cẩn thận nên va phải nó thì bạn khỏi cần một khu đất nhỏ bên cạnh phố cổ nữa. 3 con mãnh thú đẳng cấp chạy như điên trên đường quốc lộ giữa núi, cú oanh tạc 1.100 HP suýt khiến mọi người phấn khích. Dino đang đứng vị trí thứ 3, anh ta thấy sắp tới điểm cuối rồi, nhưng dù thế nào cũng không vượt qua xe khác được. Anh ta tức giận tính kế, đâm thẳng vào xe của bạn Mark San. Chiếc xe đang lao với tốc độ cao lập tức mất thăng bằng, bay thẳng lên không trung. Dino ngỡ ngàng, anh ta chỉ có một cú va chạm nhẹ mà lại tác động mạnh đến vậy. Nhưng hắn không nghĩ được nhiều như vậy, anh chỉ quan tâm đến mục đích cuối cùng là chiến thắng. Dino liền đạp ga rồi lao về phía trước mặc kệ cho dù là có chuyện xảy ra đi chăng nữa.
xe của bạn Maxan bay xuống khỏi cây cầu. Maxan kiên quyết lái xe trở lại, lao xuống cầu để cứu bạn, nhưng toàn bộ thân xe đã bị ngọn lửa bao trùm hoàn toàn. Bạn anh không thể sống được. Dino vì chiến thắng, hại chết bạn của Maxan. Sau chuyện này thì mọi người không còn nhìn thấy Koenigsegg màu đỏ của Dino nữa. Maxan vì vụ đua xe mà bị vào tù. Người thẩm vấn hỏi anh ấy ba chiếc xe ngày hôm đó đâu, thì Maxan vô cùng bất ngờ vì chính anh cũng không biết tung tích của chúng. Anh nói tất cả là do Dino, nhưng lại không có ai làm chứng điều đó cả. Đứng trước thế lực hùng mạnh nhà Dino, anh chỉ biết ngậm ngùi nhận hình phạt tù 2 năm. 2 năm đã trôi qua trong nháy mắt, Maxan đã được tạm tha, cố gắng biết điều trong ngày tạm tha, nhưng anh ấy lại không. Anh gọi cho Ingram, muốn tham gia một cuộc đua xe do giới siêu giàu tổ chức. Anh ấy muốn mượn Shelby GT500 của ông ấy. Sau khi hoàn thành, anh sẽ trả ông ấy 4 triệu đô. 4 triệu đô đó, Maxan nào có tiền chứ? Nhà vô địch sẽ có được thưởng 8 triệu đô. Không cần thắc mắc, Maxan bày tỏ, mình chắc chắn là nhà vô địch. Anh ấy không chỉ vì tiền, càng là vì đánh bại Dino trước toàn thế giới. Nhưng Maxan nào có tư cách tham gia cuộc thi chứ? Hơn nữa, chiếc xe Ingram mua mấy triệu đô đó, anh muốn mượn là mượn được sao? Cuộc đua được tổ chức tại California, bây giờ họ đang ở New York, cách hơn 4.000 cây số, còn 45 giờ nữa là trận đấu bắt đầu. Julia nói rằng cô ấy sẽ đi cùng với Maxan. Maxan không muốn mang theo bất cứ ai, nhưng không đưa Julia theo, anh ấy không thể đi được. Maxan chỉ có thể để kẻ gây sự như Julia ngồi ghế phó lái. Họ phóng như điên suốt dọc đường, dưới sự chỉ huy trên không của anh bạn Benny. Cuối cùng anh cũng lên cao tốc. Sau khi lên cao tốc thì là đường bằng phẳng, nhưng để đảm bảo đến nơi suôn sẻ, họ vẫn cần bạn bè hỗ trợ. Hơn nữa anh ấy không có tư cách tham gia cuộc thi, người ta cho anh thi sao? Maxan đương nhiên có kế sách. Hơn nữa đừng có quên, anh vốn là tay đua chuyên nghiệp nổi tiếng thế giới. Anh ấy cố tình đỗ xe ở tầng dưới tại công ty của một người bạn, thu hút sự chú ý của cảnh sát. Sau đó nói với Julia thay đổi kiểu tóc khác, bởi vì một tiếng sau cô sẽ trở thành ngôi sao toàn quốc. Nói xong, Maxan cố ý trêu chọc cảnh sát, phóng như bay bỏ chạy. Cảnh sát đuổi theo ngăn chặn. Siêu xe của Maxan bắt đầu cuộc đua sinh tử. Anh bạn Benny phụ trách hỗ trợ, mời tất cả các đài truyền hình đến. Trực thăng của đài truyền hình đã ghi lại toàn bộ màn trình diễn của Maxan. Một lát sau, hòm thư của người tổ chức cuộc thi bùng nổ. Một tay đua huyền thoại lái con xe Shelby độc nhất vô nhị bắt đầu cuộc trượt đuổi với xe cảnh sát trên đường quốc lộ. Loại người này không tham gia thì ai có thể tham gia chứ? Nhà tổ chức lập tức tuyên bố đưa Maxan vào danh sách cuộc thi. Dino không hài lòng, lập tức bày tỏ, bất kể người nào từ bây giờ, chỉ cần chặn được chiếc xe Shelby GT500 này, anh ta sẽ nhường chiếc xe Lamborghini Sesto Elemento của anh ta. Nhà tổ chức không dám tin, anh chắc chắn chứ? Anh nói như thể chỉ có 3 chiếc xe kia trên thế giới này. Lamborghini Sesto Elemento tăng tốc 100 dặm nhanh hơn Bugatti Veyron. Dino nói rằng đúng vậy, ai có thể ngăn chặn Maxan, thì chiếc xe đua giá trên trời này sẽ là của người đó. Phần thưởng lớn ắt tạo ra anh hùng, đủ loại tín đồ đua xe, khi nghe xong sao có thể đứng ngồi yên chứ? Lần lượt bắt đầu cuộc trượt đuổi chết chóc, một Shelby được cải tạo như nghệ thuật, cứ như vậy buộc phải lái như một chiếc xe tăng trong vùng đất hoang vắng không người, mà đối thủ vì ngăn chặn Maxan, thậm chí còn đụng đến súng, kính sau bị vỡ nát, tim của Ingram đang rỉ máu nha. Nhưng bạn cho rằng như vậy là xong rồi sao? Đã rõ, lái ra bên ngoài, mẹ kiếp, đừng chơi như vậy chứ, sao anh không lái xe tăng luôn đi, đó chỉ là một chiếc xe đua, vì sao lại muốn chơi như Transformer? Maxan nhìn thấy đến bước đường cùng, bạn của Maxan đến giúp, cử một đội ngũ đến. Khi Shelby sắp rơi khỏi vách đá, cứ thế này mà cưỡi mây bay qua vách núi, Maxan cuối cùng đã đến California. Sau khi đến khu vực San Francisco, điều đầu tiên anh ấy làm là tìm Dino. Anh nói những lời cay nghiệt, thu hại bạn, nỗi hạn cướp vợ, anh ấy nhất định sẽ báo thù. Nhưng Maxan à, người ta đang đuổi giết anh khắp cả thành phố, sao anh lại chui đầu vào dọ chứ? Quả nhiên, Shelby vừa ra ngoài thì liền bị đụng bay lập tức, hoàn toàn bị loại bỏ trên đường. Julia bị gãy tay, mắc kẹt trong xe. Lúc này anh bạn lại từ trên trời đáp xuống, cứu Julia và đưa cô đến bệnh viện. Dọc đường cô nam quả nữ phóng như điên, cũng ma sát tung tóe vô số tia lửa tình yêu. Nhưng giành được người yêu rồi, cuộc thi thì sao? Shelby đã hỏng rồi. Lần này Maxan bán thân bán nhà cũng không trả nổi. Maxan đang buồn rầu đứng một mình trên cầu bối rối. Anita đến và hỏi Maxan, ngày mà em trai cô ấy mất, Dino có ở đó không? Maxan nói rằng có. Anita đưa anh một chiếc nhẫn kim cương, là của Dino. Cô nên
nên rời khỏi người đàn ông này từ lâu rồi. Maxan nói rằng mình cần một chiếc xe. Anita đưa cho anh một tấm thiệp. Maxan đã đến nhà để xe. Chính chiếc Koenigsegg đã giết em trai của Anita, còn có dấu vết va chạm trên đó. Dino vậy mà dám giữ chiếc xe như này. Nếu anh dám giữ lại, Maxan đương nhiên sẽ đích thân lái chiếc xe chứng cứ này đánh bại anh ta. Đến lúc đó thê thảm, không có gì để thương lượng cả. Hôm nay cuộc thi bắt đầu. McLaren Ấn Độ, Lamborghini Six Element, Bugatti Veyron Super Sport, Salin S7, siêu xe bụi Tây Ban Nha, Spano góp mặt trong danh sách toàn bộ đội xe trị giá hơn 1 tỷ đô la. Có điều ông chủ tính thiếu rồi, bởi vì có một chiếc khác. Vừa dứt lời, một chiếc Koenigsegg Azera màu đỏ xuất hiện. Tài xế chính là Maxan. Maxan đi tới trước chiếc Lamborghini Sesto Elemento, gõ vào cửa sổ xe của anh ta. Không ngờ nha, hôm nay tôi mang cho bạn chiếc xe đã đụng chết người đến. Hơn nữa còn mang theo một chiếc nhẫn kim cương. Dino không nói gì, vì anh ta biết mình tiêu rồi. Maxan trở lại xe, tay anh bám chặt vào vô lăng. Mặc dù xếp cuối cùng nhưng hôm nay Maxan nhất định phải thắng. Thắng vì Anita, vì người bạn đã khuất. Cuộc thi bắt đầu, 6 siêu xe hàng đầu phóng ra như đạn bay. Động cơ máy gầm rú như sấm, khiến lồng ngực của mọi người đều chấn động. Do đây là cuộc đua ngầm, nên cảnh sát không phận sự miễn vào. Đặc biệt là những tên bắt bạn. Nhà tổ chức kích động nói rằng, đây là cuộc thi đỉnh nhất mà anh ta tổ chức. Đội tiếp theo điên cuồng đột tiến. Bugatti Veyron Super Sport dẫn đầu. Lamborghini Sesto Elemento theo sau. Koenigsegg màu đỏ hồng của Maxan ở vị trí cuối cùng. Dưới tác động của vụ nổ lớn, Spano trở thành kẻ thua cuộc đầu tiên, mà kẻ phục kích sẵn cũng nhân cơ hội tiêu diệt Bugatti Veyron trong một cú ngã. Trong lúc hỗn loạn, Maxan trở thành người dẫn đầu. Ở vị trí thứ hai là McLaren P1. Lamborghini Sesto Elemento nổi bật nhất ở vị trí thứ ba. Nhưng làm sao Dino có thể bỏ qua được? Anh ta đuổi theo ngay sát ở phía sau, không hề có ý buông tha. Chiếc Lamborghini Sesto Elemento màu đen của anh ấy giống như một thần chết màu đen vậy, lướt như con thoi xuyên qua đường quốc lộ, khẽ đổi hướng và lật ngược chiếc McLaren phía trước. Giờ đây cuộc thi chỉ còn lại cuộc độ sức của hai siêu xe, tia chớp đỏ và thần chết đen. Lamborghini Sesto Elemento của Dino đang tăng tốc như điên, khoảng cách ngày càng gần. Sesto Elemento đuổi sát theo Maxan, bề ngoài khoa trương cùng với sóng âm cực đại và mui trần tàn bạo, sợ rằng không có nhân vật phản diện nào tốt hơn một chiếc Lamborghini màu đen. Có một khúc ngoặt phía trước, thần chết đen thực sự đã vươn lên vị trí đầu tiên, sắp đến đích. Sao Maxan có thể chịu để yên chứ? Hai người cùng nhau tiến lên rất nhiều. Dino tức giận lần nữa nhớ ra trò xấu, không ngờ bị Maxan phanh gấp thoát được kiếp nạn. Quán tính lớn khiến Lamborghini Sesto Elemento bay thẳng lên không trung, tạo ra động tác đẹp đẽ giống vận động viên thể dục. Độ khó phải gọi là đỉnh, độ tổn hại khỏi phải nói. Đây không phải là Lamborghini bay mà là tiền bạc đang bay. Một chiếc Lamborghini kiêu hãnh chịu đựng để Maxan lái chiếc xe đến điểm đích. Lại nhìn về phía Dino, anh kéo Dino ra khỏi đống sắt phế liệu. Sau khi xác nhận rằng Dino vẫn ổn, Maxan quay trở lại xe và chạy hết quãng đường về đích. Thân phận của chiếc xe lập tức được xác nhận là của Dino. Trên đây là bộ phim bom tấn đẳng cấp về siêu xe bay đầy trời. Xem những chiếc xe rượt đuổi và bùng nổ ở trong này, thứ tôi nhìn thấy không phải là siêu xe mà là đống tiền giấy đang cháy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết tập phim hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở các tập phim tiếp theo.